đoán xem hôm nay ai chơi Asia nhưng mà không kịp lắc. Hết đôi giá sô cai sa, giết kata, lại đến Asia lắc. Đến game của có đôi có cặp chỉ có mỗi các bạn là chưa có rồi. Ăn quá đáng luôn rồi. Xin chào các bạn, đây là Seri chơi cờ với nắng. Với cái mê tạt cơm chó này thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nhà nào carry cũng phải một đôi. Mình thì không thích nhìn người ta có đôi có cặp. Nên là game này mình chơi mỗi Asia kẹp tay thật cứng, không chế thật khó chịu để cho team địch có thích chơi nhé. Không ai khác, chính Raven là legend mà mình chọn cho trận đấu này. Game pick vết rạch nhưng mà lỗi. Vào game là thương giới Targon. Vào game beta thì lại đừng có mà giang hồ nha. Ba ra quái cho mình một BF, một găng và một váy. Mình cũng tranh thủ bắt về đôi ba con tướng để tìm đội hình đẹp đầu trận. Lõi công nghệ đầu tiên là lõi vàng, rồi cái lõi hai lầm nhất trước đi. Huy hiệu no sớt à, vì cũng chưa có quá là nhiều tướng no sớt trên bàn nên là mình không chọn cái này. Và bởi vì đã quá chán với trang bị Pandora ở bản cập nhật trước nên là thôi, mình lại chọn chiến lợi phẩm. Ba mình con tướng có liên quan đến nhau tạm thời thì mình đẹp bằng hai quân sư và hai pháp sư đa chú. Toàn đôi thông thành ra chả bán được con nào lên cấp cả. Tất nhiên là level 3 đánh chay không đồ này thì thua hẳn bố chết thì không có gì oan ức rồi. Cá sấu lên 2, có sẵn cả Cassiopeia rồi thì mình thay luôn 3 Surima vào sân. Bán đám còn lại đi hầu 10 tiền. Xác định là trận này đánh chữ thua rồi. Đấy, nói cái thua luôn 2 chết đấy. Vì không em có trắng tích 20 tiền được nên là 2.3 mình bỏ thêm cho gác vào sân. Tích đấu sĩ, nhưng mà lại tiếp tục ăn đấm còn đau hơn cơ. Hẳn 4 chết và còn lại 80 máu. Ôi trời ơi. Chưa tính trước sẽ nhận gì ở chợ nhưng mà ra tới nơi thì con website cầm cung thì mình chốt luôn. Cũng có thể lắp được khá là nhiều đồ, lắp sai lại còn 3 tiền nữa thì đúng là nó dành cho mình rồi. Úi giời, Talia lên 2. Thế thì cứ thay lắp sai vào thôi, chứ bán đi cũng chẳng đủ 30 tiền. 4 tướng tay không đánh giặc gặp ngay bên kia 5 chết. Kalista đã có 2 đồ, đấu sĩ đứng tanh thế kia nữa thì thôi, tua 3 chết cho nó cẩn thận. Không thể tin được là ở một nơi nào đó trong cái lobby này vẫn lòi ra được một ông yếu hơn của mình. Chủ quan không chết cái là mất chuỗi ngay. Lại còn chiếc quái với chiếc cái chi nhở. Bù lại thì bãi đá trả cho mình đáp bù gậy và 3 tiền. Đồ quá đẹp cho cái đội hình mà mình và các bạn cũng đang nghĩ tới đúng không? Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Cuồng đao kiếm xuống cho Talia, thay cho gát vào bán website đi để hold 50 tiền ở 3.1. Gì thì gì chứ cũng phải có tiền mới nói chuyện tiếp được. Đúng đúng. Round này thì mình gặp một chú khủng long vẫn đang tích điện, chưa được chuyển hóa sức mạnh nên là khè khè cái đã bị cá sấu nó vả cho vỡ mồm rồi. Ok luôn, chiến thắng thứ hai chứ mình. Chào mừng các bạn đến với chương trình Hãy chọn lõi đúng. Ngân sách cân bằng, mua sắm bình dân, ba cây chùm lại, lượng kinh tế của mình cũng ok rồi. Mà với bản cập nhật này thì Rôn 7 là điều tất yếu. Nếu mà được hỗ trợ từ lõi mua sắm bình dân nữa thì tuyệt vời. Ok, em xin chọn mua sắm bình dân ạ. Chọn lõi xong thì áp 6 cho Galio ra trận. Kích thêm tí mana cho team. Bó cần trách nhá xếp bài đảo đi đảo lại chóng hết cả mặt rồi. Mình thua nguyên nhà luôn, quá hay. Không hiểu luôn á. 3.3 cũng không khá hơn được tí nào. Bên kia quần đảo bóng đêm kẹp cái xa bắn cho váng đầu luôn. Một phát giờ còn 51 máu, tay chân bắt đầu run rồi đấy. Mới thắng được 2 round giờ lại ăn liên hoàn đấm tàn nguyên nhà. Ở chợ mình được ra sớm, đang rất là phân vân không biết là nên lấy gậy với lắp clip phép cho Asia hay là lấy con lợn cầm xẻng vàng thì đã thì tay click vào con lợn mất rồi. Ảo chó xẹo chó. 3.5 mình đối đầu với áp lực tuổi 24. Má đang chơi game vui nghe tên cái áp lực ngang luôn. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác đúng không? Mắc gì đấm người ta đau ấy, còn có 39 máu. Nhưng mà có chúc phúc từ Targon, một cung, một BF, một xẻng vàng và một ít tiền nữa. Ngon thì tự tin lên hẳn không? Lại có cả Javan rồi. Mình lắp luôn vùng miệng, thêm Lissandra vào để kích hai hệ. Áp 7 thêm con cá sấu vào, lắp diệt cho Talia luôn để hy vọng là thua ít nhất có thể. Round sau mình sẽ roll cả tiền vào comeback. Tính thì tính như vậy thôi chứ comeback được hay không thì không biết. Chắc là comeback được rồi, tín hiệu vũ trụ rồi này. Round này mình gặp một nhà giao đang hầu tiền chưa update, nên là mình không mất thêm tí máu nào. Và quan trọng là Asia xuất hiện ngay sau đấy. Quá tuyệt vời, xin mời ngài ngồi vào cái nơi ngài thuộc về. Talia hết nhiệm vụ và trả lại đồ cho hoàng đế sa mạc làm tiếp rồi. Bay sói trả cho mình thêm một băng giáp và Seju lên 2 ngay sau đấy. Thế thì lại không còn phải roll, lý do mà lên 8 rồi. Trả lại băng giáp cho Seju, up được 26/60 kinh nghiệm và tiếp tục ngồi chờ thời cơ. Nó sớt nhưng mà lại không đam bằng Darius mà lắp đồ cho mỗi Kata với tanh cho Swain. Nhà mình thì Asia chưa lớn nhưng mà nhờ sự áp đảo về quân số và có dàn bê tông cực kỳ cứng cáp ở phía trên thì Kata 1 không đủ sức để hạ gục Asia của mình. Nhà thắng nó easy, vẫn là ba cái lõi vàng. Búa phép là một sự lựa chọn ổn áp vì nó có thể bổ sung đam cho team của mình. Làn gió bốt giá cũng là một cái lõi chọn được khi mà mình đang có 2 Freyzot trên sân, nhưng mà sẽ hợp lý nhất nếu mà mình được roll liên tục mà không mất tiền vì trước đó mình đã eco lên 8 chứ không phải roll 7. Thế thì chắc chắn xúc sắc vô tận là sự lựa chọn tốt nhất để đảm bảo cho team của mình sẽ hoàn thiện với tất cả tướng 2 sao. Up 8 và roll rất nhiều, mình có ngay Red tầng 3, thêm một Hammer, giá bắn 2 và cuối cùng là hết tiền. Tạm dừng lại đã roll nữa cũng làm gì có tiền mà mua. Form mình đang có là 5 Surima, 2 Forazot, 2 quân sư và 2 đấu sĩ. Các bạn thường đánh form cũ là 4 hoặc 5 quân sư, kẹp 3 Surima, kẹp phù thủy tối thượng đúng không? Nhưng mà trận này Seju quá là cống hiến nên là mình quyết định giữ nó lại mà không kẹp thêm nắp. 4.2 này thì mình gặp Zeri TX. Ở thì hiện tại thì Zeri đã bị nớp, bắn tỉa cũng bị nớp và khủng long cũng chung số phận.
Thế nên là dù chú khủng long này đã 30 số nhưng mà vẫn thiếu sát thương. Các bạn nhìn xem sau khi hạ gục được Javan của team mình thì team bạn đã gần như là bị giết sạch. Cộng một round thắng để mình tiến gần hơn tới gọi là chích. Luôn nhẹ siêu siêu cái mình có Hammer 2, có cả Sion và Ash nữa. Nên là mình thay luôn vào sân. Sion thêm thì khống chế và chống chịu. Ash thì để kích hoạt cấp năng lượng từ mức 3 của hệ Ferrothot. Một team thích đấu tay bằng Nasus. Chắc tại nó ra nhiều quá nên phải xài tạm. Tiếc là cái con cần khỏe là con gai xa kìa thì mới có một cuồng đao. Chỉ kịp bắn đúng một cơ mười Katia trước khi phải nằm xuống do đại địa chấn của Javan. Không có khả năng kháng cự nên là ông bạn đánh lót đường cho mình thắp lửa và còn giúp mình có được thêm một Neko vàng từ dương chiến lợi phẩm Raven nữa. Mình có đủ đồ cho Azir rồi nên là giờ chỉ cần bổ sung đam cho Hammer vì mới có một carry, hoặc là bổ sung tay thật là cứng để cho Azir được chọc lâu nhất có thể. Nhà lại còn đang thừa đúng một cái găng nữa. Thế thì mảnh ghép hoàn hảo nhất chỉ có thể là nã sức cầm găng thôi. Còn lần rôn miễn phí này là mình xài nốt và thêm được nâng cấp cho ụ súng của Hammer, còn bóc đồ thì cho nã sức cầm. Hàng tanh cứng như này thì dù là Kai'Sa 3 đầu cũng khó mà được thủng được. Đã thế lại còn bị giảm mana nữa. Chỉ ra được skill lần thứ 2 đã phải nằm xuống. Giá số cũng muốn giúp ai nữ của mình lắm nhưng mà bản thân cứ một sao. Chăn trốn vào Senju xong ăn luôn một gõ vào đầu từ Nasus cũng chậm luôn mà. Lại một chú ra xuống quần đảo bóng đêm. Áp lực tuổi 24 thì thua áp lực tuổi 25 là đúng rồi. Ê giờ mình mới nhận ra là từ nãy giờ mình được roll miễn phí rất là nhiều lần nhưng mà vẫn không có một con Azir nào. Mặc dù là Neko vàng vẫn đang đợi, còn Sen thì lên 2 luôn rồi phải thật. Bầy chim trả cho mình một gậy, một cung với cả một giáp. Còn cửa hàng sau đấy thì trả cho mình một lúc 2 con Javan. Vậy là mình đã có đến con Javan thứ 6. Roll tiếp thì mình cũng tìm được Azir thứ 2 trốn rất kỹ và một con Javan thứ 7. Thế này thì chưa dám dùng Neko vội luôn vì không biết là Azir hay là Javan sẽ lên trước. Gặp lại Zeritex, nãy chê rồi giờ nó bắn cho tiền hình luôn. Một là ông ấy lên full 2 sao rồi. Hai là mình cứ mải roll không kịp trách nhà xếp bài gì hết. Azir bị Ugot thì bạn lướt lên bắn thẳng vào mặt. Chiều ăn ồn thì bị TX phun lửa, Zeri giật điện. Hoàng đế sa mạc phải đầu hàng. Đám còn lại thì rất cố gắng nhưng mà cũng bị Zeri sau khi tích đủ số cuồng đao thì bắn hạ hết. Đáng chạy ngon gì. Đấy cứ thua lại nghĩ rằng sẽ lên 2 lại. Thế chứ lại rớt về là cái gì chứ không phải lần đầu đâu. Chỉ dám lên một con Azir để dành tiền tìm Java thứ 8. Thì nó lại tiếp tục ra Azir nữa trong một cây không. Lúc tìm thì không có, giờ không tìm ra mấy con liền. Lại nữa này, nhưng mà giờ mình chỉ ưu tiên Java thôi, không có Azir dùng gì nữa. 5.2 là một nhà thiện xạ. Ở meta này thì thiện xạ vẫn chơi được nếu mà có đồ ổn. Còn không ổn thì out top thôi. Như ông này đây rất thiếu tanh nên là không trụ được lâu cho Afem bắn. Lấy top 6 và làm lại game khác chưa ông ơi. Sợ là ông nào bắt Javan hộ nên là có đồng nào mình xào đồng đó luôn. Khổ nỗi là kẻ cần hướng có mà kẻ này không cần đến lại cứ ra. Xem là màu vậy thôi chứ đâu là mình gặp bóng nên không có gì để nói cả. Quá dễ. Đi chợ lượt 5.4 thì mình lấy thêm cái băng giáp cho Javan. Để một là nó có thể ra skill sớm hơn. Hai là có khả năng ra skill 2 lần nhờ giáp ảo từ băng giáp. Như cũ Ron thì không ra nhưng mà không Ron thì tự ra. Y như mấy cái bà mà người theo mình thì đuổi mà người đuổi mình thì theo ấy là rất là ngang ngược. Java được Neko lên 3 thì mình cứ xếp thẳng mặt kem đi thôi. Để tận dụng cái việc làm choáng 8 giây sau mỗi lần tu skill chúng. Còn Azir thì sẽ né đi một xíu. Round này mình gặp cả lò nhà nó sớt nhưng mà team mình kinh quá. Đấm đi cho nguyên nhà luôn. 5.6 sẽ gặp nhà thách đấu quần đảo bóng đêm. Mình vẫn áp dụng chiến thuật cũ để Javan được thẳng mặt ra xua với Gwen. Kai'Sa khá là nhanh nhẹn nhảy đi chỗ khác nhưng mà có nhảy mãi được không? Javan nhảy thẳng vào mặt khiến Kai'Sa chỉ biết đứng đợi Azir gọi Lý Cát đến tiễn. Nãy thì ông anh có 6 Gwen rồi nên là mình tốt bụng bắt hộ một con nữa. Xong ngàn tuổi cho các hộp đồ số rồi chứ. Tôi thì mèo mò có hơn không. Lấy cái quỷ thư để có giảm hồi máu ngay lập tức mà không cần phải đợi đến u súng của Hammer ra skill. Ông bạn rất nhanh tay đổ ngay vị trí của Zeri nhưng mà nguyên team thì vẫn đứng bên này. Javan úp lầu một phát, Nasus cướp đi máu, giáp và kháng phép. Việc còn lại để các lính cát của Hoàng đế sa mạc lo. Zeri quay đi ngoảnh lại chỉ còn có một mình. Zeri nằm xuống cũng là lúc người anh em này phải dừng chân ở top 4. Bên kia cũng đang phân chia nốt để một ông đi về, còn một ông ở lại gặp mình nữa. Có sẵn 2 Azir rồi nên là mình không lên 9 nữa mà roll để cống hiến Azir 3. Nhưng mà mới được một con đấy đã vào trận luôn rồi. Cỡ máu này thì mình có một round nữa để roll cơ. Ý mình là ông này còn 25 máu, thua một round thì chưa chết luôn được. Kiếp nạn từ 8.746 của đàm thanh nắng bằng tên Ron là không ra. Chính thức phá sản và dừng chân ở Azir thứ 7. Kassante 2 thì tay lấy cần thôi chứ không làm được gì hơn. Thắng là rõ rồi, chỉ tiếc là không lên được Azir rồi cay quá các bạn. Đây là một bài đấu mà mình thấy khá là ổn chứ không dùng để spam leo rank được. Bài chuẩn là Azir quân sư cộng lắc thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Nó sẽ kích hoạt tốt nhất sức mạnh của hai con tướng này. Còn trận này thì mình comeback được là nhờ chúc phúc từ Targon với chiếc xẻ vàng quý giá. Game vui thôi nhưng mà vẫn chúc các bạn leo rank vui vẻ. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem video này. Bye bye.